Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe dòng Touring cao cấp dây âm sườn đời mới nhất của dòng Gian FCR 3300. Vâng, có rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng Touring 3300 rồi, thì hôm nay em về một chiếc dòng cao cấp nhất đời mới chạy dây âm sườn. Và xe đẹp gần như là tuyệt đối, trên 95%. Đây các bác có thể thấy rõ cùng mình xe ấy. Xe đi rất là trường xe các bác nhé. Rất nhiều các bác hỏi cái dòng Touring FCR 3300 rồi, thì hôm nay em về cái mẫu mới đời mới chạy dây âm sườn. Và bây giờ em sẽ có thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu trắng xanh, nhưng mà cái màu xanh này rất là khác biệt các bác nhé. Xanh ánh vàng, da lắng thì có màu hơi vàng vàng các bác ạ. Cái màu này như là cái màu gọi như là lúa lon ấy, rất là nổi bật đấy. Đó, thấy anh lắng chiếu vào đây, nó hơi vàng vàng ngả vàng, rất là lạ mắt. Đây có thể thấy rõ xe gần như là mới tuyệt đối. Cái dòng FCR đời này đời mới nhất của dòng Gian nhé. Đây xe được trang bị với dây âm sườn, nó có thể thấy rõ này, rất sáng và bóng. Đấy, em đi cho các phần cảnh xe này. Vâng, và đây là QR code chính hãng của dòng Gian này, vẫn còn trên xe này. Đấy, khó để tìm một kết xước là trên xe. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian đặc quyền các bác nhé. Xe có thông số là size F, thật các bác cao thử 1m6 1m7. Đây cái màu xanh này bác nhìn đây, nó không phải là xe cây mà hơi ngả vàng một chút đấy, rất là lạ mắt. Mẫu xe Gian mới ra này có cái màu mới rất là đặc biệt. Xe được trang bị dây âm sườn. Đây, cổ phốt và ghi đông xe chính hãng của Gian. Và rất nhiều các bác cái dòng Touring này, rất nhiều các bác đã gọi điện hỏi em về dòng FCR 3300 rồi. Thì hôm nay em về được cái mẫu mới nhất của dòng Gian. Tay lắm cao su chính hãng Gian, cầm rất êm và chắc tay, tạo cảm giác an toàn tuyệt đối khi mà đi cái đường bằng trên phố bác nhé. Cái mẫu Gian này là đi đường phố là tuyệt vời. Xe được trang bị nguyên bản chuông của nó đấy, không này xe được trang bị với Shimano, bộ là Shimano tay bấm Shimano với 8 tầng lip. Đấy, cái mẫu FCR này được trang bị cao cấp dòng đời mới phanh dầu không nhé, phanh dầu thủy lực. Mẫu cũ của nó thì nó vẫn là phanh bình thường thôi. Bên này là bên đĩa đây, xe được trang bị với bộ Shimano 3 tầng đĩa. Phanh dầu thủy lực Techo. Phanh đĩa. Vâng, và đây là càng xe nó càng nhôm mất nhá. Các bác nhìn đây, rất sáng màu mới. Đây bác có thể nhìn mới rõ cái mã bạch xe còn nó còn mới nguyên như này, các bác biết đánh giá cái độ mới của xe nhà rồi. May Gian trước và sau chính hãng của Gian luôn nhá bác nhá. Đây, may trước đây. May sau. Chính hãng Gian. May ư bạc bạc.
So với mẫu thông thường FCR cũ thì phiên bản cũ thì nó là Mayer bi vòng, à Mayer côn lồi, và Mayer lần này là phiên bản mới sẽ là Mayer bạc đạn. Vành và lốp chính hãng của Ram luôn đó, thì cái điểm nhấn màu xanh này là trên cả trên những cái vành của xe đây. Đấy. Rất là lộn. Cũng là phiên bản mới. Thay đổi theo cái bộ vành nhôm hai lớp, nhưng mà cấu trúc của nó là vành đổ không mối. Lốp 28 700C nhân 28C. Đây các bác phải nhìn rõ cái độ mới của lốp xe, vẫn còn dầu lốp đây. Cái gai lốp DT đây. Đây là mẫu phiên bản Rang FCR mới nhất hiện tại. Được nâng cấp với cụm phanh đĩa và dây êm sườn. So với mẫu phiên bản cũ là phanh thường và chạy dây ngoài. Cốt yên chính hãng của Rang các bác nhé. Và yên xe gần như là mới tuyệt đối. Đây các bác phải nhìn đấy. Những cái lỗ li ti nhỏ là những cái lỗ thoát khí cho yên xe. Và cảm giác ngồi rất là êm và không bị sợ nóng. May bạc đạn, chính hãng nguyên bản theo xe của Rang. Và cũng là cặp vành, vành cặp của Rang luôn. Xe được trang bị với củ đề Tuley, Shimano Tuley TX. Đùi đĩa còn rất là mới lắm nhá. Đây các bạn nhìn đây. Đùi đĩa và bê đan còn rất là mới. Xe gần như là mới trên 95%. Tuley gạt đĩa, Tuley TX, Shimano. Và cái chỗ bên dưới xe đây thì xe nguyên bản về nó có cái chống và đập xích xe đây. Em có thể bóc cho bác nhìn. Đây. Rất là mới. Tôi em rẻ nguyên xe cho bác đi. Chỗ này là chống và đập xích xe đây. Đây những cái chỗ vết xích này nó đập ở đây nên em để nguyên theo xe. Xe được trang bị với 8 tầng lip Shimano và 3 đĩa cho chuyển động của xe ham dưới tốc độ. Xe dòng tua đinh đường phố mà có bộ chuyển động xe này là rất tốt rồi. Vâng, bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em sẽ hoạt động chi tiết của xe lên lip này. Vâng, rất êm và mượt. Và cái lít xe cũng rất là mới, xuống lít đây. Hoạt động rất là mượt mà chân chu. Xe được trang bị với củ nguyên cặp Mayer bạc đạn. Bên cần đĩa đây. Xuống đĩa này, lên đĩa này. Và hầu như xe không một lỗ nổ chi tiết nổ nào về hoạt động của xe. Xe là gần như là mới tuyệt đối. Rất là bon xe lắm nhé. Đây khung hình xe đi đây, tổng thể xe các nhìn đây. Màu xe này giờ màu khá là hiếm, cái màu xe này trắng xanh nhưng mà hơi ngả vàng đấy, các nhìn rõ đấy. Dòng đường phố mà đi rất này rất là hiệu ứng nổi bật. Mẫu dòng tua đinh cao cấp mới nhất của dòng FCR 3300. À vâng, em vừa nhớ tổng thể chiếc xe dòng Touring cao cấp FCR 3300. Mẫu mới nhất của dòng Touring FCR được trang bị với dây âm sườn và bộ phanh đĩa. Thì cái mẫu model cũ của dòng FCR 3300 thì chỉ được trang bị với dây ngoài và phanh thường thôi. Thì cái mẫu mới nhất thì đã được trang bị thêm chạy được dây âm sườn.
và xe còn độ mới trên 95% các bác nhé. Rất nhiều các bác đã liên hệ em về cái dòng FCR 3300 rồi, thì hôm nay em về một chiếc model mới nhất. Và cái màu xe này là màu đầu tiên em về, màu trắng, trắng xanh, xanh hơi ngả vàng. Đấy. Độ mới là tuyệt đối, xanh lá mạ. FCR 3300 mẫu mới nhất hiện tại. Xe có giá hiện tại bên em là 6.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.